Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì con xin mời mọi người chúng ta cùng đến ngắm và chiêm ngưỡng một loài lan hài nguyên chủng đến từ Thái Lan. Đây là cây Paphiopelum corduroy. Cây này thì không có tên tiếng Việt mọi người nha. Đây là tên của nó đây. Mời có thể dùng từ gode để gọi tên nó cũng được mọi người nhé. Gọi là gode á. Đây là video được quay vào ngày 16 tháng 5 năm 2021. Trong video này thì không bán cũng như là không chia sẻ những cây trong này mọi người nha. Nhiều người hỏi con là sao trồng nhiều mà không bán. Thì xin nói mọi người rằng là con sưu tầm để nhân giống và tạo giống mới. Cho nên là phải trồng nhiều thì mới đón được hoa. Vì lan hài mọi người cũng biết đó, không phải năm 1, năm 2 mà nó cho hoa. Có cây thì 3, 4 năm mới cho hoa. Có cây thì rất là khó cho hoa. Chẳng hạn như vệ nữ, nó sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, ít bệnh tật nhưng mà nó kém cho hoa. Cũng như là cây hài Hermione thì cũng khó cho hoa, và hài hằng với lại hài bóng thì chậm cho hoa, cho nên là phải trồng nhiều thì mới nhanh được có hoa để ngắm cũng như là để làm việc, tức là thụ phấn làm quả đây nè mọi người, đây làm quả này. Đó. Và đây là những cây lan hài dưỡng mọi người nhé. Những cây này được dưỡng từ hơn 5 tháng, tức là gần được nửa năm rồi. Có cây đã ra rễ đẹp, có cây ra hoa rồi, nhưng mà hoa này không phải là hoa thuần. Hoa này là hoa được nuôi mèo ở vườn thôi, chứ không phải gọi là thuần. Và sau đây con sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người về khi nào thì được gọi là cây hài thuần. Đây là câu hỏi nhiều người, nhiều bạn bè hỏi con. Đó chính là khi ta mua cây á, xong rồi bạn của con nhắn tin lại hỏi con là sao tao mua ở trên trên hội có nhiều người đăng bán ghi là cây hài thuần. Ví dụ như cây vệ nữ thuần đi. Thì sau khi mua về xong á, cây thì đẹp nhưng mà lúc nhổ là để sang chậu á, mọi người không thích cái chậu cũ, mọi người sang chậu á thì thấy không có rễ. Cây không có một cọng rễ nào cả. Cứ nghĩ là chắc lừa bỏ vô chậu rồi kêu là cây thuần. Nhưng mà phải xem xét lại mọi người nha. Cây đó có thể gọi là cây dưỡng chứ chưa được gọi là thuần. Thì đây là hai cái quy tắc mà con đặt ra cho mình nếu như mà sưu tầm cây. Đây là hai cái quy tắc để quyết định đó là một cây lan hài thuần. Còn nếu như không phải một trong hai quy tắc này thì chỉ được gọi là cây dưỡng thôi. Mà dưỡng ít nhất phải từ 2 tháng trở đi thì mới được gọi là hài dưỡng mọi người nhé. Cái quy tắc thứ nhất để quyết định một cây là cây hài thuần, đó chính là ví dụ như cái bông này đây mọi người nhìn nè. Mặc dù á là cái mèo do chính vườn chăm nó ra, nhưng mà cây thì không phải cây của vườn, cho nên chỉ gọi là cây dưỡng thôi. Ví dụ như cây này đi, nó cho hoa rồi, sau khi chơi hoa xong nó đẻ mầm, và từ cái mầm đó nó ra cây con. Ví dụ giống như cây này nè, đây nè, ví dụ như cây vừa rồi đang hoa đi, mà nó chúng ta chơi hoa xong nó đẻ cái mầm, và từ cái mầm mà chúng ta trồng được ở vườn á, cái mầm mà chúng ta nuôi lên từ chính sức lực của chúng ta á, là cái mầm ở gốc này lên nè mà nó cho hoa, thì khi đó được gọi là cây hài thuần. Tức là cây phải cho hoa đầu tiên do chính tay của chúng ta trồng ra thì được gọi là hài thuần. Cái quy tắc thứ hai để quyết định đó là một cây hài thuần, đó chính là trồng ít nhất từ 1,5 năm trở đi. Bởi vì có một số loài lan hài á, nó chậm ra rễ cực kỳ luôn, nó kém ra rễ lắm và sinh trưởng rất là chậm. Cho nên là áp dụng cái yếu tố thứ hai, đó chính là từ 1,5 năm trở đi thì được gọi đó là hài thuần. Mặc dù nó ra rễ kém hay chăng nữa nhưng mà cây đã gọi là chịu cái thổ nhưỡng của chúng ta rồi, cái môi trường sống của con người chăm rồi thì cũng được gọi là cây thuần. Còn toàn bộ những cái còn lại gọi là dưỡng hết mọi người nhé. Cứ trồng dưới 1,5 năm trở xuống vườn con gọi là cây dưỡng, không gọi là cây thuần. Ngoài ra thì nếu như mọi người muốn sưu tầm cái cây trong này, mặc dù con không có chia sẻ nhưng mà ở trên hội nhóm có bán đó mọi người, có chia sẻ giống trên đó, mọi người có thể tham gia vào những cái hội nhóm có trên Facebook để chúng ta sưu tầm, hoặc là những cái shop bán lan hài. Shop thì con không có biết ai bán đâu, nhưng mà trên hội thì rất là nhiều người bán. Còn nếu như mọi người mà không tìm được ai bán nữa thì nói chung là chia giống á, thì mọi người có thể liên hệ riêng với con trên Facebook là Toán Ròm. Cái hình là nói chung là hình đại diện con không kể đi, tại vì lâu lâu con hứng con đổi hình đại diện lên là cái Facebook tên là Toán Ròm. Mọi người cứ kéo lên xem những cái hình ảnh quen thuộc thì đó là Facebook của con mọi người nhé. Những hình ảnh mà con đăng ở trên YouTube rồi nè, thì ở trên nó có hình ảnh đăng lại thì đó là Facebook chuẩn của con mọi người nhé.
Thì lên đó mọi người nhắn tin cho con thì con sẽ giúp mọi người bằng cách ví dụ mọi người đưa cái hình hoa này đi, thì con sẽ biết được người nào trong hội bán, thì con sẽ chỉ trực tiếp cho mọi người thì nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải đi tìm. Ngoài ra thì con cũng có tạo một cái hội nhóm riêng, đó chính là hội cái hội này tên là Thế Giới Lan Hài. Thì lên trên đó mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin, được ngắm hoa và có thể sưu tầm giống, có thể hỏi những cái người đăng bài lên đó có chia giống không thì mọi người sưu tầm, nó cũng dễ. Còn ngoài ra còn rất là nhiều hội khác mọi người có thể tham gia để tăng số lượng thành viên của những hội đó lên, hoặc là hội con, tùy mọi người. Và bây giờ không làm mất thời gian mọi người, con đã chia sẻ về cái việc thuần rồi, thế nào gọi là cây thuần, thì bây giờ sẽ mời mọi người chúng ta đến ngắm hoa nhé. Thông cảm giúp con vì đây đang là mùa hè tháng 5 cho nên là về sầu kêu nó nhiều, nó hơi ồn, con nghĩ là ồn trong video này. Đây là cây Gore Proi. Cây Gore Proi đúng ra là cái môi của nó phải có đốm. Mọi người nhìn nè, thấy cái họng ở bên trong không? Bên trong cái hài, cái môi này nè, mọi người thấy không? Đó, cái túi bên ngoài này nó phải có những cái đốm y như vậy. Đó. Nhưng mà cây này là cây túi sạch. Con cũng đang muốn sổ một cây túi nó có chấm để xem có nó sao. Đây là nụ này mọi người. Nụ là nụ vườn nuôi lên nha, nhưng mà không phải thuần đâu, gọi là vườn nuôi thôi, vườn nuôi lên thôi. Nụ nè, nhìn cưng đó mọi người, giống như quả trứng của con chim chào mào á, cái màu giống đó. Đây, nụ này nhìn nó giống bị chai nha, nhưng mà cái bông mọi người nhìn nè, cái bông này nè, cái nụ nó y chang cái nụ này luôn, mà nó ra cái bông đẹp chưa, hơi bị nét luôn. Cái màu thực tế ở trên ở bên ngoài á là cái màu nâu rất là đậm, cái đốm của nó gọi là nâu đen á, nhưng mà trên lên hình biết sao nó ra cái màu hơi đỏ kỳ, ra cái màu nó hơi sáng sáng chứ nó không có đúng màu bên ngoài nha mọi người nhé. Cái màu của nó phải là cái màu pa ke á, đen đen nâu nâu. Này, nhìn đẹp không? Đây, cái này đã rễ rồi nè. Có một cây trong đây, trong đám này là tự đẻ mầm ở nhà luôn, cây này là mầm đẻ được ở vườn này mà vẫn chưa được gọi là thuần. Vườn con này cứ 5,5 thì đúng là thuần, còn không tính mấy yếu tố khác. Cái rễ của nó đâu nhỉ? Đây cho mọi người xem cái rễ, xem rễ vui đó mọi người, nếu như ai chơi lan hài á thích ngắm rễ cây cực kỳ luôn. Mọi người thấy cái màu trắng trắng ở dưới không? Dưới gốc này đen thấy không? Đó, cái đó là cái rễ đó. Rồi giờ mà mọi người ngắm hoa nha. Nhìn xinh đúng mọi người, nó chỉ to hơn gấp đôi ngón chân cái, cái bề mặt bán kính của ngón chân cái của mình thôi. Mọi người nhìn này, nhìn rất là xinh. Hoa lâu mọi người nha. Đáng lẽ là con quay tới lúc nó nở căng á, nhưng mà kiểu con muốn nó phải có cái nụ nữa để cho mọi người chúng ta vừa ngắm được hoa nè, vừa ngắm cái nụ sắp nở nè, mà có cái nụ bé nè. Cái bông là tính nó nở được 3 tuần hơn, gần 1 tháng rồi đó, mà bông nó vẫn còn căng đét nè, chưa có dấu hiệu của việc tàn nha, chưa có một dấu hiệu nào gọi là nhanh nhúm hay là tàn tụi gì cả. Hai bông này nở cùng lúc nè, 3 tuần hơn rồi, sắp được 1 tháng rồi đó. Lý do là phải đợi cái cây này lên nè, là chúng ta vừa có mèo để ngắm nè, vừa có cái nụ non nè, và nụ sắp nở nè, vừa có hoa nở nè. Đó, nó đầy đủ yếu tố để cho chúng ta cảm nhận cho nó kỹ. Cái này có rễ rồi đó, cái này nó ra rễ, nó ăn xuống mọi người nhìn này. Đây cho mọi người ngắm rễ nha. Ai là fan của ngắm rễ thì đây. Ồ, nhìn thích lắm mọi người. Chơi hài thích nhất là nhìn cái này. Con nghĩ là ai nhìn vô cũng mê, chứ không phải riêng mình con nào. Đây 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 đây, cái này nhìn còn mê nữa nè. Người không? Thấy cái rễ nó trắng đã không? Mấy cái này mới dưỡng được 3 tháng mà nó ra rễ về rồi đó. Toàn bộ cây trong này là cây dưỡng hết, do mới nhập về mọi người. Nếu như mọi người muốn ngắm rễ nữa, còn mời mọi người tham quan rễ một chút nha, cho nó tròn 10 phút rồi chúng ta kết thúc video mọi người nhé. Đây, muốn ngắm rễ thì đây, rễ phê lắm. Mọi người thấy không? Nhìn bộ rễ này, rễ nó đi tròn chậu luôn nè, 1+, 2+, đi vòng quanh gốc luôn á. Đây nhìn nè, tức là vòng quanh gốc đều ra rễ như hình tròn vậy á. Đây đây đây, bên này có cái nè, bên hông này có cái nè. Nhìn thấy bộ rễ không? Đây là cái lie nha, cái đuổi á, rễ này sướng không? Đây đó, rễ nè,
Cây nào cũng ra hết rồi. Cây này cũng ra luôn rồi này. Con lâu lâu hay thích đi ngắm rễ của hài lắm, nhìn nhìn nó mê. Đây này, cái này nó đang nhú, nhìn nhìn dễ thương mọi người. Cái rễ nó nhú này. Chơi hài thích nhất là nhìn cảnh này. Không có gì có thể thích bằng cái cảnh nhìn thấy rễ hài nó mọc ra. Đây có mấy cây bên này cũng đang ra rễ này, nhiều lắm mọi người, nhưng mà con quay một vài cái thôi nha. Đây 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 đang nhú rễ này. Đây nè. Rồi, xin thêm mọi người 2 phút nữa là 12 phút đi. Thì chúng ta quay lại chúng ta ngắm nha. Chúng ta đi ngoài lề hơi nhiều. Đây. Chúng ta ngắm lại nha. Đây là hai bông. Hai bông này con chụp lâu rồi. Cái hôm mà con chụp đăng lên Facebook á là hôm nó nở căng. Cái lan hài này á là tính từ cái lúc nó búp như thế này nè, lúc nó hé mọi người. Cái này chưa gọi là hé nha, cái này nó mới gọi là nứt thôi. Từ lúc bắt đầu nó mở cái những cái cánh này ra, nó hé ra. Tính từ lúc đó cho lúc nó căng như thế này thì mất 1 tuần 2 ngày hoặc là 1 tuần 3 ngày, là 8-9 ngày gì đó thì mới gọi là bông nó căng. Thì cái hôm con chụp hình đăng lên nó là đã được hơn 1 tuần rồi đó. Tới hôm nay là hơn 3 tuần. Ở bên Đài Loan họ chơi cái mảng là rất là mạnh nè, rất là nhiều mặt hoa luôn, đa dạng lắm. Khôn hoa thì giống nhau nhưng mà tên rất là nhiều, nó không phải chỉ có một tên đâu, còn nhiều tên lắm, nhiều loài lắm. Người ta like ra nữa, nhiều kiểu lắm mọi người. Nhìn xinh lắm mọi người. Nhìn cái nụ này mê, cái nụ này nó thẳng ghê luôn á. Nhìn nó y kiểu bị còi á. Đây quả trứng của chúng ta đây, những quả trứng chào màu luôn. Ai mà đã từng sưu tầm chào màu mà nó đẻ trứng rồi thì người ta nhìn y chóc. Rồi đây là toàn bộ những gì con chia sẻ cho mọi người. Chúng ta ngắm cây hài ngoại có tên là Baphiopelum godefroyi. Được rồi, xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp mọi người những video sau nhé.